Kênh điện tử Giaopass xin chào anh chị ạ. Và chúng ta lại gặp lại nhau ở video clip này. Video clip về giao kênh điện tử inox chống nước DI28S cho anh khách hàng ở Cầu La Ngà, Định Quán, Đồng Nai. Và trên YouTube thì anh chị thấy kênh điện tử Giaopass có rất nhiều video clip về kênh điện tử, về hướng dẫn sử dụng, về hướng dẫn hiệu chuẩn hay là về hướng dẫn sửa chữa. Thì để tìm xem lại video clip này là video clip về kênh điện tử inox chống nước thì anh chị gõ cân Giaopass, cân inox chống nước thì YouTube sẽ hiện lại đúng video clip này hoặc là những video clip và liên quan đến cân tử chống nước mà thôi anh chị ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến Cầu La Ngà, Định Quán, Đồng Nai để xem anh khách hàng anh mua cân điện tử inox chống nước DI28S này và sử dụng thực tế nó như thế nào anh chị ha. So với cân đồng hồ 60kg thì cân điện tử inox chống nước DI28S này nó có chiều cao ngang bằng, nhưng mà cái mặt cân inox bên trên đó, nó là 35 x 40cm, nó rộng hơn nhiều so với cái cân đồng hồ, cho nên cái quá trình thực tế mà cân bằng sọt cá lát nữa anh chị sẽ thấy nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Và đây chính là video clip cân cá thực tế ở Cầu La Ngà, Định Quán, Đồng Nai. Với những anh chị nào mà đang kinh doanh trong lĩnh vực cá thì cái chuyện cân sọt cá hay cân cái bao cá nó không có gì xa lạ cả, và gần như đó là công việc mỗi ngày của anh chị. Tuy nhiên qua video lúc này thì cân tử Giaopass muốn gửi gắm đến anh chị rằng là những anh chị nào mà đang cần một cái cân điện tử inox chống nước á, hoặc là sử dụng trong môi trường ẩm thôi á, thì anh chị thấy video lúc này và thấy dòng cân điện tử inox chống nước DI28S này thì đã sử dụng tốt trong môi trường nước non nhiều như thế này rồi, thì một số hoàn cảnh nhất định như môi trường ẩm, môi trường lạnh hay là môi trường ăn mòn hóa chất sơ sơ thì anh chị hoàn toàn yên tâm có thể chọn cái dòng cân DI28S này. Tại vì trong môi trường cá nước đổ ào ào như vậy mà nó hoạt động tốt được thì trong môi trường khác thì cái cân này nó sẽ hoạt động tốt theo. Để tìm mua hoặc tìm xem cái dòng cân điện tử inox chống nước DI28S này, anh chị có thể truy cập đến website cân giaopass.com hoặc là cân điện tử giaopass.com. Đây là hai trong những website về cân điện tử và chuyên hơn đến về cân điện tử inox chống nước. Anh chị đang xem video này trên YouTube thì anh chị cũng không cần tìm kiếm đâu xa. Anh chị kéo xuống dưới phần mô tả thì cân điện tử Giaopass đã đặt để hai cái đường link rồi. Anh chị cứ nhấn vào đó sẽ dẫn đến trang web cân điện tử Giaopass nhanh hơn và trực tiếp hơn anh chị ha. Và cũng đừng quên nhấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video clip này để nhận được nhiều hơn video clip mới nhất từ kênh tử Giaopass ạ. Và anh chị cũng đừng quên để lại những cái lời comment bên dưới video clip này về giá bán, về hướng dẫn sử dụng hay là về hướng dẫn hiệu chuẩn gián hạn. Một thông điệp nữa mà kênh tử Giaopass muốn chia sẻ rằng là giá của cân điện tử nó tốt hơn, nó rẻ, có thể nó rẻ hơn mỗi ngày. Cho nên là kênh tử Giaopass không để giá công khai trên đây được. Mà có thể là ngày hôm nay giá nó là 1 triệu nhưng mà ngày mai nó còn 990 thôi. Cho nên đến một ngày nào đó mà anh chị xem video lúc này thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình, thì anh chị cứ nhấc điện thoại lên và gọi ngay đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, thì kênh Giaopass sẽ lắng nghe một cuộc gọi của anh chị và sẽ báo giá tốt nhất có thể. Có thể là sẽ giao cho kênh nhanh nhất nữa. Kênh tử Giaopass cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video lúc này. Và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt. Xin cảm ơn ạ.